Bữa nay Cơm xin chia sẻ về mô hình nuôi chồn hương giống đạt chất lượng nha. Bên đây có nhiều loại chồn kích cỡ khác nhau, từ chồn hương con đến con chồn hương lứa, chồn hương cá hồ bị, đực biết nhảy, đực mà biết nhảy rồi chồn mang bầu đều có nha. Mô hình nuôi chồn hương sinh sản đạt chất lượng đó. Thì đây có rất là nhiều loại chồn kích cỡ khác nhau. Nó ai cần thì bấm nút đăng ký kênh, liên hệ số điện thoại trên tiêu đề, trên màn hình, trên phần mô tả đều có nha. Nó chồn hương như thế này, em có rất là nhiều loại chồn. Có ai cần thì cứ liên hệ số điện thoại trên tiêu đề ha, để mình đi xem thực tế cái mô hình nuôi chồn hương giống sinh sản như thế nào tại trại. Có rất là nhiều loại kích cỡ khác nhau, nó đầy đủ hết trơn luôn đó. Mô hình nuôi chồn hương giống sinh sản đó, đạt chất lượng. Ai cần thì cứ liên hệ số điện thoại trên tiêu đề để mình đi xem mô hình chồn hương thực tế như thế nào đó. Mình bắt nguồn giống về mình nuôi ha. Chồn hương giống sinh sản tại trại như thế này đó. Thì rất là nhiều loại kích cỡ khác nhau, ai cần thì liên hệ số điện thoại trên tiêu đề đó để mình đi xem thực tế gì mình nuôi. Bên đây có rất là nhiều loại chồn đó, ai cần cứ bấm nút đăng ký kênh liên hệ nha, đầy đủ hết trơn đó. Mô hình nuôi chồn hương sinh sản đó, đạt chất lượng đó, như thế nào đó, em chia sẻ về cách nuôi, cách chăm sóc chồn hương luôn nha. Ai cần thì cứ bấm nút đăng ký kênh, liên hệ số điện thoại trên tiêu đề ha, để mình đi xem thực tế về mô hình nuôi chồn hương giống nha. Mô hình nuôi chồn hương giống sinh sản mình cho ăn, chiều mình cho chồn hương giống các loại ăn đó, đầy đủ hết máng cho ăn nè đó. Như con này nó đầy đủ hết đó, mình cho nó ăn nó như thế này đó, mình cho nó ăn kế bên như thế này, nó đợi nó ăn đó. Mô hình nuôi chồn hương giống đạt chất lượng đó. Những chú chồn này là đực rồi cái hậu bị đều có nha. Ai cần thì bấm nút đăng ký kênh, liên hệ số điện thoại trên tiêu đề để mình đi xem thực tế về mô hình nuôi chồn hương giống sinh sản. Bên đây có rất là nhiều loại chồn kích cỡ khác nhau, ai cần thì bấm nút đăng ký kênh, liên hệ số điện thoại trên tiêu đề để mình đi xem thực tế về cách nuôi chồn hương giống sinh sản, nó cách đóng lồng như thế nào đó, đầy đủ hết trơn đó. Đây là những cái máng cho chồn hương ăn nè.
thì mình này là mình máng cho trộn hương ăn bên đó, còn này là mình làm những cái ổ như thế này để cho trộn hương nó đẻ trong đây đó, rất là nhiều. Mình chuẩn bị cho mùa sinh sản, đây cũng vậy, đây là những chú trộn hương này. Nó đây là bầy này 4 con, thấy không, 4 cái đầu 4 con đó, như thế này mình cho nó ăn như thế này. Nó nó đây mình cắt thao mình bỏ vô như thế này mình cho nó ăn ha. Đó, đây là mô hình nuôi trộn hương đạt chất lượng hiệu quả. Nó đây cũng vậy, nó thì là 4 chú cho ăn chiều, nó cho ăn như thế này 4 chú. Nó kế tiếp bên đây cũng vậy, nó đầy đủ hết mô hình nuôi trộn hương đạt chất lượng. Đó, đây cô là mấy chú chạy nhảy chiều nè. Ai cần nguồn giống thì liên hệ số điện thoại trên tiêu đề, bấm nút đăng ký kênh hay phong phần mô tả đều có nha. Nhớ đăng ký kênh, follow tiếp em để em quay những clip kế tiếp về trộn hương giống sinh sản tại trại. Nó chiều nè, chiều mình cho ăn nè. Đó, đây thì có 3 trại kích cỡ trộn khác nhau. Ai cần thì cứ bấm nút đăng ký kênh, liên hệ số điện thoại trên tiêu đề để mình đi xem thực tế về mô hình nuôi trộn hương giống sinh sản nha. Đó, đây có rất là nhiều loại trộn kích cỡ khác nhau. Ai cần thì cứ bấm nút đăng ký kênh, liên hệ số điện thoại trên tiêu đề để mình đi xem thực tế về trộn hương giống sinh sản. Bên đây cũng có nè, đó, những chú trộn hương nè. Đó, em đi từ từ. Này đực nè, đực biết nhảy nè, nó đực biết nhảy. Bách phát bách trúng, đại ca cầm bầy mấy chục cái. Đây là mình những cái cho chú trộn ăn nè. Kế tiếp nó như thế này. Đó, rất là dạng. Đó, lông sáng bự con dài đòn. Đó, ai cần thì cứ bấm nút đăng ký kênh liên hệ. Đó, chú này thì đẻ nè, đẻ 2 con, 3 con. Chổng 2 con nữa thấy không? Đó, 2 con, này là 3 con. Bài này 3 con nha mọi người. Lông sáng bự con dài đòn cực đẹp không, mô hình nuôi trộn hương chất lượng đạt hiệu quả. Nó bên em cung cấp từ trộn hương con đến con trộn hương lứa, trộn hương cá hậu bị được nhảy được đều có nha. Mô hình nuôi trộn hương đạt chất lượng. Ai cần thì bấm nút đăng ký kênh liên hệ. Nó như con này nó thèm ăn, nó đút tay gấp tay ăn trước nè. Nó như thế này vú như thế nào luôn, tròn đầy đủ, nó học nó đút ra rất là thấy cưng. Mô hình nuôi trộn hương giống sinh sản nó đầy đủ hết. Bực đực bự con dài đòn lông sáng đẻ sai luôn ha. Đây cũng vậy, đây là một chú nè, đây một chú nè, rất là nhiều loại đó. Mình mô hình nuôi trộn hương đạt hiệu quả. Đây cũng vậy, đây là một chú, còn bên đây đó, bên đây cũng có. Đây là mô hình nuôi trộn hương giống sinh sản ha. Đây cũng vậy đó, đây chú này bầy này là 3 con nè. 3 con đó mình thấy đó, đó thì mình 3 con trộn hương con nó như thế này, nó đạt chất lượng, nó đầy đủ hết. Nó chạy mình nè, mình có 3 chạy nha, 3 trang trại. Ai cần thì liên hệ, xung quanh thì mình chơi này là chơi bằng lá nha, cho trộn hương có mát. Mình để ngày đẻ có con này đó, vào ngày tháng năm nào để mình tiện quản lý. Mấy con này đó. Thì bên đây có bán trộn hương con, trộn hương lứa, trộn hương cá hậu bị được nhảy được đều có nha. Ai cần thì cứ bấm nút đăng ký kênh, liên hệ số điện thoại trên tiêu đề để mình đi xem thực tế. Đó, như thế này, bầy này cũng đang giữ, nó đang ở với mẹ nó. Bầy này thì hiện tại là đang là 3 con, trộn hương con nè. Đó, nó kêu chét nữa thấy không. Mẹ nó bên đây, mẹ nó cái đầu bên đây, con nó con vô chồng, nó còn bên đây nó là 3 con. Bên đây cũng vậy, đây là chú trộn hương này, trộn hương đực nè, nhảy được nè, bắt phát bắt trúng, đại ca cầm bầy. Đó là vậy, bên đây cũng vậy đó. Bên em có trộn hương con, trộn hương lứa, trộn hương cá hậu bị được nhảy được đều có. Ai cần thì bấm nút đăng ký kênh, liên hệ số điện thoại trên tiêu đề để em đi xem thực tế về nguồn trộn hương giống như thế nào. Đầy đủ mô hình nuôi trộn hương giống đạt hiệu quả. Bên đây
Bên em có bán từ trồng hương con đến trồng hương lứa, trồng hương cá hồ bị được nhảy được đều có không? Ai cần thì cứ liên hệ số điện thoại trên tiêu đề để em đi xem thực tế, bắt trồng hương giống sinh sản về nuôi luôn. Bên em có rất là nhiều loại trồng kích cỡ khác nhau, ai cần thì cứ liên hệ số điện thoại trên tiêu đề, nó đầy đủ hết. Đó, ai cần thì cứ liên hệ đầy đủ để nhìn bắt về mình xem mô hình nuôi trồng hương giống hiệu quả, chất lượng. Chiều rất là dạng, con này lông sáng bự con, dài đoạn cực đẹp ha. Như thế này mình ngắm, mình ở lại mình quan sát nó xíu. Bên đây có bán từ tròn hương con đến con tròn hương lứa, con tròn hương cá hậu bị được nhảy được đều có nè. Đó, nó dạng nó mốc, nó đút tay nó liếm rồi nó vô nó ăn trước mà, thấy không? Như thế này lông nó đẹp, cực đẹp không, sáng rất là thấy cưng không. Nó, mình cho chuối ăn, chuối ăn cháo cái nó đốt vô gì. Bên đây cũng vậy, đây chú này nè, mẹ nó nè, nó đang ăn, mẹ nó đang giữ con, đang giữ con. Bên em có bán từ trồng hương con đến trồng hương lứa, trồng hương cá hồ bị được nhảy được đều có nha. Ai cần thì bấm nút đăng ký kênh, liên hệ số điện thoại trên tiêu đề để mình đi xem thực tế, mình coi trồng hương như thế nào, mình tham khảo rồi mình bắt thì mình nuôi. Đó, đây có rất là nhiều loại trồng kích cỡ khác nhau, đó, đầy đủ hết, nó đâu cũng thấy, đâu cũng thấy trồng hết, đầu làn hết, đó, mô hình nuôi trồng hương đạt hiệu quả. Ai cần thì bấm nút đăng ký kênh, liên hệ số điện thoại trên tiêu đề để mình đi xem thực tế, mình coi nguồn giống như thế nào, mình bắt gì mình nuôi, mô hình nuôi trồng hương giống đạt hiệu quả chất lượng. Bên đây có trồng hương con, trồng hương lứa, trồng hương cá hậu bị được nhảy được, rồi trồng hương mang gạo bầu luôn có luôn nha. Như thế này đó, cực đẹp. Bên đây có bán trồng hương con đến con trồng hương lứa, trồng hương cá hậu bị được nhảy được đều có nha. Ai cần thì cứ liên hệ số điện thoại trên tiêu đề để mình đi xem thực tế, mình coi trồng hương giống như thế nào, như thế này. Đây có nhiều loại tròn, anh đi từ từ cho mọi người xem. Nó có tròn hương con đến tròn hương lứa, tròn hương cá hậu bị được nhảy được đều có. Ai cần thì bấm nút đăng ký kênh, liên hệ số điện thoại trên tiêu đề để mình đi xem thực tế về mô hình nuôi tròn hương giống sinh sản tại trang trại. Nó như thế này, rất là nhiều loại kích cỡ khác nhau ha, đầy đủ hết. Ai cần thì bấm nút đăng ký kênh, liên hệ số điện thoại trên tiêu đề để mình đi xem thực tế trồng hương như thế nào. Như thế này đầy đủ hết, mô hình nuôi trồng hương giống sinh sản ha. Xin kết thúc video tại đây mọi người.